xin chào quý vị và xin chào tất cả các bạn hôm nay mình xin hướng dẫn với các bạn cái cách mà mình làm Kombucha trà các bạn thông thường ở trên mạng internet thì người ta hướng dẫn các bạn làm Kombucha trà thì chúng ta phải cần có scoby đóng vai trò là men giống hay là cái men mồi để chúng ta có thể làm được Kombucha trà thì cái scoby là cái cục mà sánh sánh ở trên này này các bạn nó là cái scoby Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mình làm combo trà mà mình sẽ không cần scoby luôn. Các bạn có scoby cũng được mà các bạn không có các bạn vẫn làm được combo trà. Trước khi mình làm mà không cần dùng scoby thì chúng ta phải nên hiểu nó là cái gì. Thì đây là các bạn. Cái chữ này á nó là viết tắt của cái chữ symbiotic culture of bacteria and Có nghĩa là nó nuôi cấy cộng sinh của vi khuẩn và nấm men vi khuẩn hay vi sinh nó cũng là một tên thôi cách mình gọi thôi nên mà là bacteria và nấm men và nó được hình thành sau quá trình lên men của vi khuẩn axit lactic vi khuẩn acetic và nấm men dùng làm đồ thực phẩm ăn uống như là kombucha kim chi đấy và những cái đồ lên men khác cái con scoby đấy các bạn bản chất ra thì nó chính là cái con giấm thôi nhưng mà mình nghe cái tiếng anh thì nghe nó có vẻ nó ngầu mới nhìn nó có vẻ cao siêu nhưng mà nó là con giấm cái này là không phải scoby của trà mà cái này là mình làm từ imo 4 gừng xả riêng để mình xay hết tất cả lên mình bỏ vô rồi mình có bỏ thêm một chút đường vô là mình làm từ ngày mùng 5 tháng 5 năm 2021 đấy đường á thì mình sẽ thay thế bằng mật ong rồi mình để lâu rồi bây giờ cũng được 8 tháng, 9 tháng thì gần 1 năm rồi đại khái vậy. Thì mình để quên đi thì tự nhiên nó sẽ thành cái cục này. Cái cục này nó chính là cái con giấm. Đối với những cái người làm kombucha lâu năm và chuyên nghiệp ấy, thì họ làm rất là đơn giản đó các bạn. Nhưng mà đối với cái người mà mới làm ấy, thì họ sẽ rất là khó khăn. Thứ nhất là họ phải tìm cái con scopy này ở đâu và nó như thế nào. và cách thức làm nhiều khi nó sẽ bị thất bại và nhiều khi nó cũng thành công nhưng mà nó sẽ làm cho người ta cảm thấy rất là hoang mang và nhiều khi là thất bại rồi dẫn đến nản chí. Thì đây này, bây giờ cái scoby nó là con giấm thì khi các bạn cho vô á một cái hỗn hợp ví dụ như là một cái hỗn hợp một cái hỗn hợp trà như vậy, cái này là cái combo trà. Bây giờ các bạn pha trà rồi bạn bỏ đường vô, các bạn bỏ con men giấm này vô thì nó như vậy từ đường ấy các bạn. Đây là cái quá trình lên men nha, lên men có nghĩa là cái quá trình làm chín chất hữu cơ và nó sẽ tiến lên tới giấm đấy thế đường á để mình giải thích sơ qua một các bạn một cái quá trình một cái lên men một cách là đơn giản nhất để cho tất cả mọi người đều có thể hiểu được đầu tiên các bạn sẽ cần phải có đường đường nó ở những dạng nào thứ nhất nó ở dạng đường đường vàng hoặc đường trắng dạng đường cát như vậy đấy hoặc là đường mía Molas. À hoặc là các nó cả nằm ở dạng là tinh bột hoặc là đường thực vật ở trong trái cây hoặc là thân cây lá cây đấy nó cũng có đường thực vật ở trong đó rồi sau đó nó sẽ gặp vi khuẩn và nấm men ở trong thiên nhiên trong không khí và trong đất nó sẽ lên men lên men một cách tự nhiên cái vi khuẩn và nấm men là nó sẽ phân giải cái hợp chất hữu cơ này ở trong một cái điều kiện môi trường nào đó và nó tiến thành tấy giấm nếu như mà nó sẽ như thế này Dấm là chẳng qua là các bạn lên men rồi sau đó các bạn để oxy nó lọt vô, nó sẽ chuyển thành dấm. Còn nếu như các bạn khóa lại như vậy, sau khi mà lên men hoàn tất các bạn khóa lại thì các bạn uống nó sẽ không có bị thành dấm, nó sẽ không bị chua như vậy. Đấy là cái mà sai lầm mà người ta thường mắc phải tại sao mà làm làm kombucha hay là làm cái này kia nó bị chua quá hay các bạn muối dừa các bạn nó bị là quá chua luôn là bởi vì là cái cái sơ đồ này này nó có oxy nó rô đây này cái này nha các bạn cái này là cái scoby ở trên nếu như các bạn bỏ rô mà các bạn làm theo hướng dẫn ở trên internet hoặc là rất nhiều người chia sẻ với các bạn các bạn cuốn một cái miếng vải ở trên rồi để cho oxy nó dâu thì các bạn phải đợi nó đến đúng cái điểm ở chỗ giữa này nè là cái điểm ngon nhất là các bạn phải lấy ra các bạn uống còn nếu như các bạn để quên thì nó sẽ biến thành giấm đấy thì chua quá là uống không được mà những cái đấy thì những cái người thường là phải làm rất nhiều người ta phải thất bại nhiều đây phải có kinh nghiệm thì người ta mới làm được cái combo trà ngon đấy bây giờ mình sẽ tiến hành là mình làm từ đầu luôn tất cả mọi người đều có thể làm được mà các bạn không cần kinh nghiệm luôn, vẫn thành công như bình thường. Ngon. Rồi sau khi mà mình làm mình sẽ uh, giới thiệu sơ qua với các bạn cái công dụng của kombucha. Nhưng mà rất nhiều người thì là biết rồi. Bây giờ mình làm trước rồi mình giải thích sau. Bây giờ cái nước sôi này nhá. Mình sẽ đun uh, nóng lên. Trà để các bạn sẽ sử dụng. Hôm nay uh, mình sử dụng là trà jasmine trà hoa nhài đấy các bạn hương nhài các bạn dùng trà nào cũng được đấy mình thử nghiệm rất nhiều rồi nhưng mà cái trà này ở chỗ mình nhé mình rất là dễ kiếm đấy trà khô các bạn có thể dùng trà thái nguyên hay là đại khái trà tân cương đại khái là những vậy trà khô nha rồi bây giờ nước sôi mình chuẩn bị rồi các bạn sẽ mình sẽ làm cái 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 của mình nha mình các bạn sẽ cho mình là bốn muỗng trà các bạn cho một muỗng cũng được thảm các bạn cho 10 muỗng cũng được không có nhất thiết cái này là tùy cái khẩu vị thôi bao nhiêu muỗng cũng được hết cái nhưng mà tất nhiên là nó phải vừa phải thôi chứ đừng không phải là quá quá mức thì nó lại ra cái chuyện khác nhá bây giờ trà rồi mình sẽ bỏ một chút xíu nước vào đây nhá đây mình bỏ nước sôi vào đây một chút xíu này bây giờ mình sẽ đem hay mình tráng các bạn có thể tráng cũng được hoặc là không bây giờ các bạn sẽ bỏ vào đây các bạn pha trà cho mình nhé ở đây của mình là cái này là 600 ml mình để một chút xíu cho nó ngấm đi cái trà này là các bạn các bạn có thể pha một nước hoặc là các bạn có thể pha làm hai ba nước bây giờ cái nồi này nhá các bạn có thể dùng cái tô cũng được nhưng mà mình muốn dùng cái gì nó rộng rãi xíu các bạn lấy nước sôi các bạn tráng rửa sơ qua rồi mình sẽ chế cái này qua đây các bạn để một lúc rồi các bạn bỏ qua bên này mình lọc luôn đó các bạn lọc luôn để cho cái trà của mình nó nó trong tiếp theo các bạn lại đổ tiếp vào đây các bạn pha tiếp cho mình bởi mình cho bốn muỗng là cũng tương đối đặc cái này tiếp theo là 600 nữa không có cần chính xác đâu mình làm chính xác để cho các bạn tiện theo dõi thôi đó bây giờ mình sẽ pha tiếp các bạn pha tổng số nước cho mình là 2 lít nha khởi đầu cho các bạn làm như vậy về sau là các bạn có thể là thay đổi tùy theo mình pha một nước nữa là một lít tám nha các bạn sáu ba mười tám nồi các bạn sử dụng nồi gốm sứ hoặc là các bạn có thể sử dụng nồi inox nha là tốt các bạn nhìn thấy cái nước trà mà nó còn vẫn còn đậm này nè nó vẫn còn chất trà trong đó Các bạn nên để cho nó ra hết cái chất trà đi mình sử dụng Các bạn có thể ngoáy lên cho nó tan cũng được Rồi đây là cái công thức để các bạn có thể chụp màn hình lại Cái làm cái trà lên men nha các bạn Các bạn sẽ cần trà khô là 4 muỗng Hôm nay mình sẽ sử dụng là trà Jasmine đường thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình là nửa ký đường vàng đây này nếu mà các bạn sử dụng đường trắng nha thì nó sẽ tăng gấp đôi lên bởi vì nó không có đủ ngọt thì các bạn cứ sử dụng đường nào cũng được nhưng mà các bạn phải thử thôi nhưng mà kinh nghiệm của mình nhé thì mình xài đường vàng thấy cái vị của nó rất là ngon thơm và mình rất là thích nước sôi thì các bạn có thể sử dụng là 2 lít mà các bạn có thể dụng dụng hơn hoặc là ít tùy theo cái này là cái mình làm thì mà mình chia sẻ cho các bạn là 2 lít rồi các bạn sẽ sử dụng là men giống, men mồi. Men giống men mồi này thì ở đâu ra? Các bạn có thể sử dụng cái combo trà mà mình lên men rồi. Đây này, là cái là mình đã sản phẩm rồi. Các bạn làm men men giống. Hoặc là các bạn có thể sử dụng men dứa, men táo, men nho, men xoài. Đấy. Mình có đầy đủ hết. Hôm nay các bạn sẽ sử dụng men nho tím đây mình ngỡ là ngâm thì mình bỏ vào đây cách làm men nho tím thì rất đơn giản các bạn mua nho tím nho đen đấy các bạn các bạn dằm nát ra rồi các bạn sẽ bỏ vào cái chai đậy chai này này để không rồi các bạn bỏ cả nước cả vỏ đây rồi các bạn bạn chặt nắp lại đấy rồi sau hai ba ngày thôi để tùy nhiệt độ môi trường có lúc kéo lên đến một tuần có lúc thì một ngày là nó sẽ phình cái này ra là các bạn lắp đặt khóa oxy vô là các bạn sẽ có cái men gốc là cái nấm men này các bạn và vi khuẩn ở trong không khí rất là thiên nhiên nếu như các bạn tự trồng nho ở nhà nó thì thôi tuyệt vời luôn và các bạn chưa biết đấy, các bạn vào youtube các bạn gõ chữ là men giống toàn trịnh là không cần giấu luôn rồi các bạn sẽ tìm cái video đây này men giống từ trái cây rất là dễ làm để các bạn coi. Đó làm men giống làm rượu bia bánh mì đây này, đấy. Nếu các bạn nào chưa coi. Và bây giờ mình đã làm là 3 lần rồi là 6 3 là 18 là 1 lít 8. Một lần này là của mình là 600 ml. Đấy còn các bạn có cái bình bự hơn thì các bạn pha luôn vào cho nó lẹ. Đấy các bạn có thể cho là 2 lít nhá. 2 lít là hơn tí không sao cả. các bạn bỏ hết rồi bây giờ cái bã trà này nè các bạn các bạn sẽ đem vào các bạn ủ làm phân bón hoặc là các bạn có thể đổ thẳng xuống dưới gốc cây làm thức ăn cho vi sinh cũng được rất là tốt bây giờ mình sẽ chuẩn bị đường nha các bạn để nó về không hết rồi các bạn sẽ chuẩn bị cho mình là nửa ký Các bạn không cần chính xác đâu Mình nói nhiều lần rồi Nhưng mà mình đưa con số để các bạn tiện theo thôi Các bạn có thể thấp hơn xíu Cao hơn xíu không sao hết Để cho vi sinh của mình nó Bây giờ cái nước nó còn nóng nhá Các bạn mà bỏ luôn vào cho nó pha đường cho nó Dễ tan Rồi các bạn làm hòa tan Rồi các bạn để cho nó Nguội nhá Hơi ấm một xíu thôi khoảng độ 37 độ trở xuống là các bạn có thể cấy men Đấy như là bình thường giờ nó nguội bớt rồi các bạn, mình đã thử rồi. Các bạn có thể lấy tay các bạn sờ cho nó đủ ấm nhé cái ở đây là mình khoảng độ ba mươi chín độ mấy này, từ ba bảy đến ba chín độ bốn mươi độ cũng được, đấy. hoặc là hai mươi độ cũng được. miễn sao đừng có quá nóng. của mình là khoảng độ hai lít trà, đấy, hơn xíu, khoảng độ vậy. các bạn sẽ chuẩn bị cho mình cái này là năm lít đây này. Cái này là mình mua nó chuyên môn dùng để lên men. Khi mà xong rồi thì các bạn có thể khóa lại như mà nó cứng luôn nó không có oxy vô. Không ra không vô, nó khóa. Rồi dùng thì mở ra rót thôi. Và cái lỗ này nó thiết kế để cho mình là lên men luôn. Đây là các bạn. Cái này nó gọi là e-lock hay là khóa oxy. E thì nó có nhiều khí ở trong nó lắm, nó khí nitơ rồi khí CO2 tùm lum hết. Nhưng mà cái này là chủ yếu là mình ngăn chặn để không cho oxy nó vô mà chỉ có đi ra thôi khi các bạn đổ nước ngang bằng này nè, thì nó sẽ ngăn chặn đi rô mà nó chỉ có đi ra thôi. Đây các bạn sẽ sử dụng nước nha. Bây giờ mình sẽ bỏ vào đây thì mình giải thích các bạn. Bây giờ cái này nha các bạn, người ta bán thành chia như vậy nè. Cái này nó làm bằng cao su hay là cái gì đó. Ở trong mà nó có cái lỗ. Cái này là cái ống nó đi qua đây rồi nó xuống cái dưới này, nó đẩy cái nước này, rồi khí CO2 nó thoát ra. Còn ở bên ngoài đấy, cái áp lực nó không đủ oxy thì nó đẩy vô đâu. Cho nên là nó sẽ chặn cái oxy vô. mình giải thích cho các bạn là cái khóa oxy nha. Đấy, khi nào mà các bạn dùng cái này á, mà nó lên men thì nó sẽ đẩy cái mực này luôn nó nằm ở chỗ dưới này. Còn sau khi mà các bạn nhìn thấy cái mực nước mà nó bằng như vậy, có nghĩa là áp suất cân bằng là nó sẽ không hoạt động. Là lúc đó lên men đã hoàn tất. Đấy là các bạn có thể lấy ra các bạn sử dụng và đóng chai rồi sau đó các bạn đậy và để như vậy nhé. Các bạn sẽ bỏ trà vô đây nhé, trà mình có đường sẵn rồi. Nhiệt độ bây giờ là đẹp luôn. Lúc nãy là mình đo là ba mươi chín độ mấy, bây giờ là nó xuống ba bảy rồi đấy. Các bạn đừng có lo lắng về cái nhiệt độ nha, nó thấp tí không sao đâu. Kể cả nó nguội thì các bạn vẫn làm được. các bạn có thể dùng cái màng lọc bây giờ các bạn sẽ cấy men cho mình bây giờ cái nho này đây này mình sẽ bỏ là quãng độ hai muỗng đấy là cái men của mình vi khuẩn mà nấm men trong này là đầy đủ thiên nhiên nha các bạn hoàn toàn là thiên nhiên hết cái người xưa làm là người ta toàn là thiên nhiên thôi rồi tiếp theo các bạn sẽ lắp cái khóa oxy cho mình đây đó. Ở trên này nó có cái lỗ để cho khí nó thoát ra đó các bạn. Bây giờ các bạn sẽ lấy cho mình một cái miếng bao ly lông hay là cái gì đó các bạn Che lại cho nó sơ sơ, nhiều khi cái này cái kia nó bay ra bụi bặm. Đấy các bạn vậy là được rồi. Tiếp theo các bạn ghi cho mình cái tên của nó vô này. Mấy cái ngày Đấy cái này của mình là có 3 giai đoạn này. Cái này là mình đã làm xong trà đường men giống. Các bạn có thể sử dụng men giống bằng cái combo trà mà cũ. Đấy mình ghi là yeast lên này. Là cái nấm men, những cái nào mà các bạn xài đến gần cuối cùng đấy. Các bạn lưu trữ lại rồi một lần sau các bạn đổ vô là men giống rất là nhanh. Các bạn đậy nắp như vậy nó không bị chua nhá, không bao giờ chua. Cái này là mình cũng làm từ trà hoa nhài, jasmine ngày mùng 3 tháng 2 này đấy có mua trà cái bọt nó sủi lên rất là mạnh các bạn để ý là khi nó đẩy lên thì cái độ ở đây này nó sẽ lúc nào nó cũng có cái áp suất ở trong này nó sẽ cao hơn nó sẽ đẩy ra đây rồi từ 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 cái CO2 nó sẽ bật ra cái này là mình dán cái miếng băng keo ở trên để cho bụi nó không có dô thôi nhưng mà khí nó vẫn đi ra được còn cái này là mình lấy cái băng ly lông mình cuốn nó lại vậy thôi đấy các bạn đầu tiên nhá thì nó chưa có hoạt động đâu. Sau 12 tiếng, tám cho tới 12 tiếng tùy theo nhiệt độ môi trường nó sẽ hoạt động. Hoạt động thì các bạn sẽ thấy bọt nó sẽ nổi xung quanh cái viền này này. Đấy, những cái lúc mà men nó mạnh đấy, các bạn sẽ thấy là nó bọt nó trắng xóa ở đây này. Đấy, nó sôi lên. Đấy, nó sôi lên thì trên này nó sẽ đẩy cái ra. Rồi sau khi mà lên men xong là các bạn đóng chai, đậy nắp kín luôn. Trong trường hợp mà các bạn không có cái bình giống như của mình ấy cả Cái động dụng cụ mà chuyên môn lên men bia rượu Các bạn có thể lấy một cái chai như vậy Rồi các bạn lấy quả bóng này các bạn đặt làm khóa oxy Sau khi mà cái quả bóng này nó xẹp xuống ấy các bạn Là nó lên men xong rồi Là các bạn sẽ sử dụng cho mình là cái Cái chai này nè Các bạn đậy chặt nắp lại Có thể sử dụng cái chai này cho quả bóng lên đây cái này bắt đầu nha các bạn. Cái này đang hoạt động, sủi bọt này. Quá đây là kết thúc, là xong. Đóng nắp. Và cái này mình chiết ra chai để mình xài. Còn cái này là cái phần cặn ở dưới đó các bạn. Các bạn giữ lại để các bạn làm men giống. Đấy. Sau đây mình sẽ xin giới thiệu với các bạn sơ qua một số những cái lợi ích của trà nha. Cái thứ nhất là nó hỗ trợ tăng sức đề kháng và tăng cường hệ miễn dịch. Tại sao nó lại như vậy? Bởi vì trong cái trà đó các bạn. Đây. Nếu như các bạn làm đúng cách, làm ok thì nó có rất nhiều những cái lợi khuẩn là gọi là probiotic ở trong thiên nhiên. Nó có mặt ở khắp mọi nơi nhưng mà nó thường quy tụ lại ở trong sữa chua, miso soup, kim chi, kombucha hoặc là những cái mà lên men thông thường đó các bạn. Và những cái lợi khoản đó nó nằm ở trong đường ruột khi mà mình bổ sung vô thì nó sẽ giúp mình là tăng cường hỗ trợ đường ruột và hệ tiêu hóa rất là tốt là tăng cường cái hệ vi sinh đường ruột. Cái thứ hai là nó sẽ cung cấp cho mình năng lượng là bởi vì trong cái trà này nó có vitamin B6, B12, vitamin C. Bởi vì thiếu cái vitamin B thì cái cơ thể mình nó sẽ dẫn đến mệt mỏi. Thì cái kombucha này nó sẽ chuyển hóa cái thức ăn ở trong Bao tử đấy các bạn. Thành một cái loại năng lượng để nuôi cơ thể rất là tốt. Giảm cảm xúc tiêu cực, chán, nản, trầm cảm. Đấy. Sau một thời gian mình sử dụng thì mình thấy rất là tốt. Và mình có chia sẻ với cũng rất là nhiều người rồi. Sử dụng và mình cũng hướng dẫn người ta làm. Bây giờ mình mới có thời gian mình mới chia sẻ với các bạn ở trong cái video. Và từ sau này mình sẽ sử dụng cái combo trà này rất là nhiều. Các bạn có thể sử dụng uống trực tiếp. Các bạn có thể sử dụng để làm nước uống rất là ngon pha với trái cây với đường mình sẽ làm video cho các bạn để các bạn tiện theo dõi và các bạn có thể làm chất sát trùng ở ngoài da đó các bạn đấy nếu các bạn ví dụ như là bị chảy xước hay là ngứa các bạn cũng có thể dùng cái này làm bôi và sát trùng cũng được nó rất là lành nó không có gì hết ai thứ ba là các bạn dùng để làm hỗ trợ rất tốt cho đường tiêu hóa thì cái con bột trà nó là một cái loại men tiêu hóa đó các bạn những cái con lợi khuẩn này nè ở trong này nó từ đâu mà ra các bạn có thể lấy từ trong cái gói men tiêu hóa cũng được nhưng mà cái men tiêu hóa đấy á, là người ta đã làm ra dưới dạng bào tử rồi các bạn có thể đi mua cũng được còn nếu như các bạn bình thường nhất các bạn cứ làm theo kiểu dân gian tất cả những cái lợi khuẩn và nấm men nó nằm ở trong trái cây rồi thì các bạn chỉ cần là nuôi nó như thế này thôi là các bạn hoàn toàn là có đầy đủ hết những cái gì ở thiên nhiên có là mình có đầy đủ hết. Thì nó sẽ tăng lợi khuẩn trong ruột nhờ sản sinh ra các hữu cơ tự nhiên, tăng sức đề kháng cho ruột, giảm và ngăn ngừa táo bón, nhiễm trùng đường ruột và rối loạn hệ tiêu hóa. Thứ tư là nó sẽ thanh lọc, thải độc cơ thể, là nó sẽ đào thải chất độc và giảm gánh nặng cho gan. Đấy, các bạn thấy là khi mà mình uống rô là các lợi khổng thì cái loại khuẩn ở trong ruột đấy nó sẽ cân bằng nó hoạt động cân bằng nó làm việc tốt hơn tất nhiên là mình không có nên lạm dụng nó là uống quá nhiều thì nó lại phản tác dụng mà tất cả mọi chuyện nó phải là cân bằng cũng tùy cơ thể mỗi người nữa có những người trong cái bao tử của mình nó quá nhiều chất độc đi thì mà mình sẽ phải uống là như thế nào để cho nó phù hợp hay có những người thì khỏe mạnh rồi thì chỉ cần uống ít thôi đấy cũng tùy thứ năm là nó có tính chất kháng khuẩn bởi vì là nó trong kombucha, trong cái combo trà nó có một cái lượng lợi khuẩn rất là nhiều dồi dào nó có thể đẩy lùi các cái bệnh đường ruột tăng cường mà cân bằng hệ vi sinh đường ruột và cái thứ sáu đó là có cái tính chất giảm cân đấy, theo một số những cái nghiên cứu đó các bạn thì combo trà mà xuất phát từ trà xanh những cái trà mà mình vừa rồi đưa cho các bạn coi đấy là người ta làm từ cây trà xanh rồi người ta mới ướp với cái bò hoa jasmine nó sẽ ra cái hương hương trà hoa hoa nhài đấy Thế sẽ làm cho mình giảm cân và tiêu mỡ rất là tốt đấy các bạn có thể sử dụng cái này làm rất là nhiều việc mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách mà mình hay sử dụng nhé gia đình mình hay sử dụng đấy buổi sáng các bạn lấy một cái ly như vậy các bạn sẽ lấy cái có một trà này, này các bạn mở nắp ra thông thường nó có hơi bật ra một chút xíu giống như là các bạn xì ga đấy các bạn cho nửa muỗng cho tới một muỗng thôi các bạn đừng có dùng quá nhiều cái gì cũng vậy nó phải có một cái mức độ thôi đây mình cho một chút xíu rồi Đó một chút xíu thôi đấy là cách bình thường nhé các bạn có thể sử dụng cách khác các bạn có biết là có những người sử dụng giấm táo đấy Người ta sử dụng nhưng mà giấm táo nó rất là chua Còn cái này nó rất là thơm, ngon Nếu như các bạn dùng uh, uh, Cho một số những cái trà ướp hương hoa hồng Hay là cái mùi hương các bạn thích ấy, Rất là tốt Các bạn sẽ xúc miệng cho mình lúc buổi sáng Lúc mà các bạn ngủ dậy rồi các bạn ngậm các bạn có thể nuốt nó sẽ giúp cho mình cái bớt mấy cái bệnh về răng miệng đấy không có bị sâu răng đấy, bớt thì rất là sạch rất là tốt đây là cách thứ nhất bây giờ mình sẽ chia sẻ luôn với các bạn cái cách mà mình làm nước uống nha bởi vì mình bận quá sợ mình không có làm được video đây là cái chanh dây là cái chanh dây thôi các bạn uh, lấy hết ruột ra rồi các bạn sẽ bỏ vào cái chai rồi các bạn uh, bỏ vào trong tủ lạnh các bạn dùng dần cái này là đá đây, rồi cái này là đường bây giờ mình sẽ pha nước đường nhá đấy các bạn có thể bỏ đường mà các bạn uh, vào ly để các bạn ngoáy này. đấy mình thì mình uh, sẽ bỏ vào cái chai như vậy cái độ ngọt là các bạn uh, tùy các bạn có thể cho bao nhiêu ngọt cũng được tùy các bạn muốn mình cho một chút uh, xíu đường này có tí ngọt để uống nó mới ngon rồi lấy nước các bạn bỏ vô các bạn uh, pha nước đường thôi không có gì hết sau đó là các bạn sẽ tiếp theo là các bạn sẽ lấy cái chanh dây này Đây các bạn thấy này Rất là khủng khiếp Đây là mình để trong tủ lạnh nha các bạn Đấy Nếu như các bạn cho combo trà hoặc là cho đường dô thì nó rất là mạnh Cho nên là các bạn nên để cho nó lên men cho nó xong Nhưng mà không sao hết Là càng tốt Bây giờ mình sẽ bổ sung tùy theo cái lượng của bạn muốn nha Tùy theo cái lượng ba các bạn uống 4, uống bao nhiêu Đấy, các bạn muốn trái cây nào thì các bạn làm trái cây đó. Đó, các bạn bỏ vô. Bao nhiêu thì thì bao. Rồi các bạn sẽ lấy cái con bu trà đây. Các bạn sẽ bổ sung thêm vô. Một chút xíu cho nó có cái vị trà. Nó hơi chát, đắng đắng nhưng mà nó có cái vị rất là thơm, quan trọng nhất là nó có lợi cho sức khỏe, đó. rồi các bạn sẽ cho hết vào một cái chai như vậy. các bạn làm nước uống này rất là ngon, thơm ngon, mà đảm bảo chất lượng 100%. và sau đó là các bạn sẽ chế vào cái đá này này. bởi vì các bạn cho đường vào đá nó lạnh thì nó sẽ khó tan. Đây, cái này là các bạn rất là ngon đây này, rất là ngon. Mình khuyến khích các bạn lên làm thử. Mình đã cho rất nhiều người thưởng thức rồi, rất là ngon. Cái này nó có cái vị chua, thơm của cái mùi chanh dây là passion fruit đấy các bạn. Có vị hơi đắng đắng của trà là cái combo trà. Mà cái trà này nó đã được lên men rồi cho nên là tất cả những cái chất nào tốt nhất ở trong thiên nhiên nó đã được phân giải bởi vi sinh rồi. Cái thứ ba là có một chút xíu đường vô. Nó ngọt ngọt. Đấy. Rất là ngon. Còn nếu không các bạn có thể không cho đường. Các bạn uống trực tiếp luôn. Thiên nhiên luôn. Đấy các bạn ban ngày trong ngày nóng mà các bạn bổ sung một cái ly như thế này là rất là chất lượng. Rồi mình đã giới thiệu với các bạn cái cách làm combo trà cũng như công dụng và cách pha chế nước uống đây là tất cả những cái chai thành phẩm này thì mình có hướng dẫn các bạn làm tự làm tại nhà mình đang ở melbourne australia úc nếu như bạn nào có nhu cầu mà muốn sử dụng combo trà của mình làm mà không có thời gian các bạn có thể liên hệ với mình qua facebook toàn trịnh garden ngoài ra đó các bạn ở Melbourne chỗ mình nó có một cái bệnh là bệnh hay fever là cái bệnh ngứa mắt ngứa mũi chảy nước mắt nước mũi rất là khó chịu bởi vì cái phấn hoa các bạn với cái thời tiết thì mình có cho một số người rồi là thứ nhất là bị đau răng đau răng ngậm rô thì nó thấy rất là đỡ tất nhiên là các bạn phải vệ sinh răng miệng cho đúng đã nhưng mà trường hợp nếu các bạn đau răng các bạn có thể ngậm cái combo trà nó rất là tốt cái thứ hai là cái bệnh hay fever đấy hiện nay là chưa có thuốc chữa nhưng mà mình có cho một số người sử dụng cái combo trà này rồi thấy bôi rô và uống thì thấy là ngủ ngon ngủ được và rất ngủ sâu cái thứ hai là bôi rô thì nó đỡ ngứa đấy mình không có dám nói là tất cả mọi người bị căn bệnh này đều là hết ngứa nhưng mà những cái người mà mình cho thử nghiệm đều đã rất là cải thiện đấy thì nếu như các bạn có nhu cầu muốn sử dụng combo trà của mình thì liên hệ với mình qua facebook thì của mình có dưới dạng cái chai này là chai nửa lít còn cái chai này là một lít nè combo trà một lít cái này là cũng một lít luôn nó ở hình dạng khác nhau đối với cái chai mà nửa lít đây này nó ở cái màu màu tối tối như vậy là nó chống được tia cực tím và tất cả những cái ánh sáng nó không tốt nó chuyên môn để chứa những cái dụng cụ lên men ngoài ra nó có nắp đậy đặc biệt chuyên dụng để khóa oxy đây này đấy đậy dô các bạn sử dụng xong các bạn đậy dô là các bạn để là càng lâu càng tốt thì cái chai này cái chai một lít là trong suốt thì các bạn có thể để ở trong nhà à, bình thường còn nếu như các bạn muốn nửa lít thì là cái chai nó sẽ hình thù như vậy đây là một lít đấy đấy là cái combo trà mà mình đã chia sẻ với tất cả những cái sự hiểu biết của mình và cái thực nghiệm và mình đã trải qua thì mình chia sẻ hết cho các bạn và cái video của mình tới đây là hết cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại các bạn trong các video lần tới see you next time bye bye